tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 18, từ câu 33 đến câu 37. Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giêsu và nói với người: "Ông có phải là vua dân Do Thái không?" Đức Giêsu đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với Ngài về tôi?" Ông Phi-la-tô trả lời: "Tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?" Đức Giêsu trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho dân Do Thái. Nhưng nay nước tôi không thuộc chốn này." Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao?" Đức Giêsu đáp: "Chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này, đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi." Ngày nay, chế độ quân chủ vẫn còn được duy trì ở một số quốc gia. Nhắc đến đức vua, người ta mường tượng đến hình ảnh của một bậc quân vương quyền thế, ăn mặc sang trọng, được kẻ hầu người hạ. Tuy nhiên, trích đoạn tin mừng của Thánh Gioan hôm nay lại khắc họa vài chi tiết tương phản khi nói về Đức Giêsu, vua muôn vua, người chịu đội mão gai, tay bị trói buộc, người không có quân đội và bị kẻ khác chống đối. Nhưng người quả thật là vị thiên sai, người đã đến để làm chứng cho sự thật. Vương quốc của người là nước trời, thần dân của người là những ai tin vào sự thật. Đức Giêsu bị bắt, người bị tòa án tôn giáo xét xử, bị thượng tế Ca-i-pha kết án tử hình. Vì các đầu mục Do Thái không có quyền kết án tử hình cho bất cứ ai, nên họ đã giải Đức Giêsu đến quan tổng trấn Phi-la-tô để yêu cầu ông này kết án Đức Giêsu vì những người Do Thái đã cáo buộc Đức Giêsu phạm tội chính trị, vì người tự xưng là vua dân Do Thái. Về phần mình, Đức Giêsu đã không chối bỏ những lời cáo buộc ấy. Người xác định mình không thuộc về thế gian này. Vì Đức Giêsu không phải là một vị vua trần thế, và nước của người không thuộc về thế gian này. Qua đó, chúng ta thấy được rằng Đức Giêsu đã đưa ra hình ảnh về một vương quốc khác. Một vương quốc có hiến pháp là 8 mối phúc, một vương quốc mà chỉ có những người thực hành ý muốn của Chúa Cha mới được gia nhập. Họ là những người sống tinh thần phục vụ, bác ái và yêu thương. Và đó là một vương quốc dành cho những người được hưởng sự sống đời đời. Đức Giêsu chính là vua thật, người là vua tình yêu, người yêu thương và chăm sóc từng người một, như mục tử yêu thương và chăm sóc cho đoàn chiên của mình. Người còn sẵn sàng hy sinh mạng sống để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Đức Giêsu là vua, người đến thế gian với sứ mạng không chỉ để cho chiên được sống và sống dồi dào, nhưng sứ mệnh của người còn là làm chứng cho sự thật. Sự thật ấy cũng là mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, đã được biểu lộ qua cuộc đời, lời rao giảng và nhất là qua biến cố tử nạn và phục sinh của người. Mừng lễ Chúa Giêsu Kitô, vua vũ trụ. Chúng ta tôn vinh người và sẵn sàng để Đức Kitô là vua trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Đồng thời, chúng ta còn phải ý thức về cách sống của mình, để mỗi ngày chúng ta xứng đáng là công dân trong nước của người. Trên thực tế, đôi lúc hình ảnh Đức Kitô vua hiện lên thật mờ nhạt trong đời sống của mỗi người chúng ta, khi
khi chúng ta không thực sự dành cho người một vị trí đặc biệt trong cuộc đời mình. Xã hội ngày nay, với sự phát triển của khoa học, con người nuôi ước vọng làm chủ thiên nhiên, làm chủ cả cuộc đời mình và dần loại bỏ Thiên Chúa ra ngoài. Sự kiêu ngạo đã khiến nhiều người mong muốn gạt bỏ hoặc chối từ sự hiện diện của Thiên Chúa. Xã hội với các trào lưu tư tưởng hay những phong cách sống trụy lạc hưởng thụ cũng khiến mỗi người chúng ta đánh mất đi căn tính là công dân của nước trời. Bên cạnh đó, còn nhiều Kitô hữu vì những bận tâm lo lắng vì tiền bạc, công danh và sự nghiệp mà trái tim và tâm trí của họ không còn đủ chỗ để Thiên Chúa ngự trị. Hoặc còn có những người sống đời sống đức tin một cách mờ nhạt trong một xã hội luôn cần đến những nhân chứng sống động như muối ướp cho mảnh đời, như ánh sáng thắp lên ngọn lửa tin yêu cho cuộc sống. Ước gì qua mỗi ngày sống của chúng ta ý thức được căn tính Kitô hữu của mình. Ngõ hầu, chúng ta xứng đáng trở thành công dân của nước trời ngay tại trần thế này. Ôi Giê-xu, Chúa Giê-xu là vua, Chúa muôn thuở là vua. Ôi Giê-xu, khi nghe tên Thánh Chúa Giê-xu, các tầng trời bừng sáng, ta cần chạy trốn khắp trái đất kiếp sư. Ôi Giê-xu, nơi thiên cung tiếng hát vang hô, nơi dương gian gối ôn lạy thơ, thờ lạy Chúa Giê-xu, người là Chúa các Chúa. Ôi Giê-xu, Chúa Giê-xu là vua, Chúa muôn thuở là vua, muôn vua. Về phía thanh cung nến đèn lai láng sáng, hương trầm nghi ngút bay, đàn ca vang reo rắt, Chúa Giê-xu ngự đây, trái tim tôi bừng say. Tôi thờ lạy Chúa muôn loài, tôi thờ lạy Chúa các Chúa. Chúa Giê-xu là vua, Chúa muôn thuở là vua, nhưng lòng Chúa không bến bờ, tự hãm sang nơi bàn thờ. Ôi Giê-xu, khi nghe tên Thánh Chúa Giê-xu, các tầng trời bừng sáng, các ta cần chạy trốn khắp trái đất kiếp sư. Ôi Giê-xu, nơi thiên cung tiếng hát vang hô, nơi dương gian gối ôn lạy thơ, thờ lạy Chúa Giê-xu, người là Chúa các Chúa. Chúa muôn thuở là vua, muôn vua. Nhìn về phía thanh cung, nến đèn lai láng sáng, hương trầm nghi ngút bay, đàn ca vang reo rắt, Chúa Giê-xu ngự đây, trái tim tôi bừng say. Tôi thờ lạy Chúa muôn loài, tôi thờ lạy Chúa các Chúa. Chúa Giê-xu là vua, Chúa muôn thuở là Chúa, nhưng lòng Chúa không bến bờ, tự hãm sang nơi bàn thờ. Ôi Giê-xu, Chúa Giê-xu là vua, Chúa muôn thuở là Chúa, Chúa muôn thuở là vua, muôn vua. Ôi Giê-xu, khi nghe tên Thánh Chúa Giê-xu, các tầng trời bừng sáng, các ta thần chạy trốn khắp trái đất kiếp sư. Ôi Giê-xu, nơi thiên cung tiếng hát vang hô, nơi dương gian gối ôn
lạy Chúa Giêsu, Người là Chúa các Chúa. Ôi Giêsu, Chúa Giêsu là vua, Chúa muôn vua là vua muôn vua.